Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Cường Đô La hóa shipper siêu đáng yêu, nhận ngay yêu cầu bá đạo của bố. Cường Đô La và con gái có mạng tương tác trong trò chơi cực dễ thương diễn ra ngay tại nhà mới đây trên trang cá nhân của mình, làm thu trang đã chia sẻ đoạn clip siêu đáng yêu của cô con gái rượu trong ngày chủ nhật. Su Chin được phụ huynh sắm cho chiếc xe điện dễ thương và lập tức cô bé hóa thân thành shipper giao hàng cho bố cường một cách nhiệt tình. Nhưng mọi khi cường đô la đã hưởng ứng mạng giao hàng của ấy nữ một cách nhiệt tình, anh hỏi: "Nay shipper giao gì cho ba đó?" Không trả lời nhưng Su Chin lấy từ cốp xe hai quả nho và đưa cho bố mình. Cường đô la yêu cầu con gái cùng nhau với mình. Sau đó anh lại bảo shipper phải cho khách thơm một cái chứ. Su Chin ngoảnh mặt phớt lờ yêu cầu của bố, nhưng lúc này doanh nhân phố núi dọa, shipper mà không cho khách hôn là khách trả lại đồ nha. Nghe thế Su Chin mới chạy lại hôn bố thấm thiết. Chứng kiến cảnh này Đàm Thu Trang cũng phải phì cười. Con gái cường đô la hóa shipper siêu đáng yêu để giao quả nho cho bố. Cô bé nhận ngay yêu cầu bá đạo của bố. Trước đó cường đô la từng làm người mẫu cho con gái họa mặt. Hay ở lần khác anh còn chơi trò bác sĩ khám bệnh cùng ái nữ. Nên doanh nhân, nhân luôn chiều chuộng theo mọi ý muốn của con gái và rất chịu khó nuông chiều những trò chơi cực trẻ con. Miễn sao cho Su Chin vui lòng là được. Cường đô la cũng phối hợp với con gái làm người nhận hàng. Đáng chú ý trong video, Mọi người còn nhìn thấy một góc căn phòng với đầy áp các loại đồ chơi của con gái cưng nhà cường đô la, đàm thu trang. Trong đó có dàn siêu xe sang xịn mịn. Có thể thấy dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Su Chin đã sở hữu nhiều mẫu xe khác nhau với đa dạng các kiểu dáng, bao gồm xe hơi điện, xe máy điện, xe ba bánh, xe đẩy, xe đạp, xe hình thú cưng, mỗi loại không dưới 3 chiếc. Thế này thì không kém cảnh bố đại gia là bao rồi. Bộ sưu tập siêu xe của con gái cường đô la trong một góc phòng. Được biết trước đó khi vừa chào đời, bé Su đã được bố mẹ sắm sửa nhiều chiếc xe nôi hàng hiệu đắt đỏ. Bộ sưu tập xe nôi này lên đến gần 10 chiếc khác nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.